Tranh Quang Minh Châu xin gửi tới quý khách hàng bộ tranh tư quý đẹp không tì vết bằng gỗ hương của Lào, hương xinh nhất hiện nay, với kích thước là 36 x 1m26 và 36,5 x 1m26,5 và độ dày là 5 phân, gần 5 phân, với chất liệu bằng gỗ hương tuyệt đỉnh, hương nhỏ của Lào, 100% bằng đục tay, đục kênh bong mòi móc, đục kỹ, đục rất nghệ thuật. Chim cò sắc nét cực kỳ luôn. Với chất liệu bằng gỗ hương rồi, không tì vết, không có một lỗ mắt nào, trước sau đẹp như một. Mùi thơm ngát, rất thơm, đều là mộng xuyên cáo rất chắc chắn, gỗ dày nên không cần phải văng, nên tôi để dày một phân. Quay clip theo yêu cầu của anh Hùng. Anh Hùng ở Nha Trang đã yêu cầu tôi quay clip này cho anh xem. Để xem đẹp không tin tức.